Chiều ngày 30 tháng 8 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tháng 8 năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Thời gian qua, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch tháng 8 năm 2023, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Điểm nổi bật là đã tham mưu với Quân ủy Trung ương báo cáo Bộ Chính trị hồ sơ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hoàn thành các văn bản sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị về chiến lực quân sự quốc phòng bảo đảm chất lượng tiến độ. Bên cạnh đó, Bộ Tổng tham mưu cũng đã chỉ đạo chặt chẽ việc tập huấn diễn tập hội thi hội thao, bảo đảm an toàn, kịp thời tổ chức huy động lực lượng phương tiện tham gia ứng phó phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương. Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của toàn quân thời gian qua, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, tình hình biển Đông, biên giới, theo dõi quản lý chặt chẽ các tuyến biên giới, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới, tăng cường tuần tra tuyên truyền xua đuổi ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển và bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của ta, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định. Các cơ quan đơn vị quán triệt và chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, tăng cường công tác kiểm tra khắc phục những khâu yếu mặt yếu, xây dựng tốt mối quan hệ cán binh, chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ, tăng cường các hoạt động kiểm soát quân sự, kiểm tra các quân nhân và phương tiện quân sự hoạt động ngoài danh trại, tuần tra canh gác bảo vệ cơ quan đơn vị an toàn.